Bạn ơi, em mới thi xong chưa được một tháng nữa là ảnh nói ba mẹ qua hỏi cưới rồi. Qua dạm hỏi á. Nhưng mà cái lúc mà dạm hỏi á là lúc đó hai đứa không có ở nhà, hai đứa ở Sài Gòn hết rồi. Là chỉ có hai bên người lớn tự gặp mặt tự nói chuyện. Chị Cát Tường ơi, hiện tại bây giờ đó mặc cái áo của ảnh nhưng mà mặc cái quần của em đó. Trời đất ơi, giỡn gối lên tôi coi có bận quần gì vậy? Đâu? Quần gì vậy? Cái quần bông. Ơi, bận cái quần bông của vợ vậy đó hả? Trời. Cái chuối. Cát Tường xin chào đón quý vị, chúng ta đang đến với chương trình Thám Tử Hôn Nhân. Và ngày hôm nay đối với Cương có gì đặc biệt? Hôm nay đặc biệt là chúng ta tương tác trực tiếp với nhau, hai đứa ta bên cạnh nhau. Hãy nhớ chúng ta ngồi gần nhau thôi. Nhưng chúng ta không phải là một cặp đôi mà chúng ta đang còn trò chuyện với một cặp đôi. Và ngày hôm nay cũng như thường lệ là chúng ta sẽ được kết nối với một cặp vợ chồng để xem coi cái không gian gia đình của họ là sao. Ê Thiết Cương, em tiết lộ cho anh nghe luôn nha, sắp tới nha, khi mà đã kiểm soát được tình hình dịch bệnh ổn định rồi là mình không còn ngồi ở đây nữa. Hôm nay là đã thấy vui rồi đúng không? Chúng ta sẽ đến nhà của gia đình của những cặp vợ chồng, chúng ta phải khám phá. Tại vì chúng ta là thám tử. Đúng rồi. Thám tử là chúng ta phải rình rập. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp vợ chồng của ngày hôm nay nhé. Chào hai em. Dạ em tên là Cẩm Tú, còn xã tên là Đông Kháng, hiện tại tụi em đang làm việc ở Cà Mau ạ. Ủa tụi em đang ngồi quay hình ở đâu vậy? Dạ em quay ở trong phòng. Sao lưng có Hello Kitty nữa kìa, Hello Kitty. Phòng nào mà sao em ngồi dưới bức tường mà nó rung rinh nãy giờ? Do là cái máy em để trên niệm á, cho nên là nó hơi rung rinh xíu. Oh. Ủa mà tại sao không tụi em không ngồi một cái bàn ở ngoài phòng khách mà đi vô phòng ngủ vậy? Ở ngoài phòng khách thì nó hơi ồn quá. À có nghĩa là mình đang ngồi trên nệm cho nên mình nhúc nhích là nó rung rinh. Dạ đúng rồi. Bình thường tụi em cái giường tụi em có hay rung rinh không? Dạ cũng có. Rung rinh vào một buổi nào đó thôi à, chứ không rung rinh 24/24 đâu. Kiểu như là một thời gian nào đó nhất định thôi. Rồi rung rinh 24/24 là sao Tiết Cương? Trời ơi, tôi chưa có gia đình mà hỏi tôi sao tôi biết trả lời. Cho anh hỏi nghề nghiệp của tụi em là làm gì? Em á thì em làm vuông tôm, còn vợ em thì cũng là nội trợ nhưng mà cũng có đi làm thêm về bên neo làm móng á. Bây giờ nè, trước khi vô cái buổi trò chuyện hôm nay, có thể nào cho tụi chị xem cái không gian nhà của em chút xíu không? Để dạ cho biết nhà dưới quê nó làm sao. Dạ mà chị với anh Tiết Cương cùng xem và mọi người cùng xem. Ý cái bông vàng này trước cửa nhà em có luôn nhà nè. Nhà em có hoa vàng trước ngõ kìa. Ủa, nhà giáo vậy? Lìa mái hơi chóng mặt nha Cương. Cái khung cảnh cái này nè, ngồi quay hình nè, Kitty này là ngồi quay hình nè. Hai chồng thấy thương ghê. Trời đất. Ồ, hai chồng này vui nha. Ban đêm là cái bộ hai chồng này là phải ngồi nhâm nhi với nhau rồi cái giường mới nhúc nhích. Nguyên cái phòng màu hồng không. Rồi bây giờ hỏi câu chuyện tình yêu nè, hai vợ chồng gặp nhau cái cơ duyên như thế nào? Dạ tụi em thì gặp nhau ở trên mạng Facebook á, mà trong cái trường hợp là nó không có được vui mấy. Chửi lộn rồi mới biết nhau á. Làm gì chửi lộn, ai chửi ai trước? Lúc trước á thì em có đi chơi với ông anh họ á, ổng có chụp hình em để đăng lên là đăng chung với ổng á. Thì ông này á là bạn của ông anh họ, xong rồi cái ổng vô comment á, tưởng em là bạn gái của ông anh họ nên chọc em. Cái lúc đó kiểu em không thích á, em nói chuyện hơi khó chịu khó nghe á. Cái anh nói con gái mà chửi thề, mà không phải câu đó mà chửi thề nữa, mà anh bắt bẻ em á. Nói qua nói lại là chỉ kiểu như là đâm trộn nhau thôi chứ không có chửi thề. Cũng qua rồi thôi em cũng không để ý tới nữa. Thì sau một thời gian á, là lúc đó là tháng 4, ông anh em không có lấy vợ, ông tổ chức ở Sài Gòn á. Rồi em phải về quê em coi nhà cho ba mẹ để đi lên chảnh dự đám cưới của ông anh. Em về đây em đi nhậu với mấy bạn buổi ban đêm đó. Gặp bà ở quán nhậu. Bà cũng nhậu dùng với mấy thằng bạn em luôn. Ghê vậy đó. Xong rồi mới rủ em vô.
Thì lúc đó em gặp là em biết rồi. Nói trong bụng là nó trời, nhỏ này cự lộn mình trên Facebook nè. Nhưng mà lúc đó là vợ em bao nhiêu tuổi? Cái đoạn đó thì vợ em đang học 11. Vậy là năm nay cẩm tú là 2K1 hả? Dạ 2K. À 2K hả? Lúc đó là ai đang gây lộn vậy, rồi chừng nào ai mới tán tỉnh ai? Lúc mà còn ở trong quán nhậu á, vợ em cũng uống trước là cũng hơi ngàn ngà rồi. Cụng ly này kia, cái cụng mạnh quá, cái đổ ly vô cái quần của em bị ướt á. Cố tình á. Xong rồi á, một hồi nữa là vợ em mới nhìn kỹ lại em. Nhìn kỹ xong rồi bả mới nói một câu là em muốn bật ngửa luôn. Thấy anh đẹp trai quá cho nên em tha lỗi cho anh. Thấy anh đẹp trai quá cho nên em tha lỗi cho anh đó. Bao lâu sau đó thì tụi em chính thức là hẹn hò với nhau? Không biết quen nhau lúc không nào luôn á. Dạ. Chỉ nhắn tin qua lại với nhau rồi từ từ xin tình cảm. Lúc yêu nhau là Tú còn đi học? Dạ đúng rồi, em đang học giữa lớp 11 á chị. Xong rồi lên 12 là hai đứa vẫn còn quen nhau đó. Nhưng mà trong cái giai đoạn đó là trục trặc nhiều lắm. Tại yêu xa mà em lúc đó em ở Sài Gòn coi nhà trọ cho người chú em ở trên đó đó. Rồi hai người lấy nhau rồi em mới đi về dưới ở luôn hả? Dạ đúng rồi. Người ta nói là theo chàng về Vinh chứ, còn hắn là hắn theo nàng về Vinh. Coi như là em, sức mạnh của em ghê gớm quá. Cái khó khăn gì em nói nhiều cái trục trặc đâu. Vài cái trục trặc gì mà nó ấn tượng nhất trong cái thời gian yêu nhau đó nè. Bả đi chơi với mấy bạn thân á, nhưng mà bạn thân của bả là toàn là nam không à. Đúng rồi, mà còn nhậu nữa ha. Đúng rồi, còn nhậu nữa. Nhậu. Đô bất tử luôn. Đô là đô bất tử. Đúng rồi, đô bất tử, nguyên bàn nhậu trai không hả? Mấy đứa bạn á là biết vợ em có người yêu rồi. Mà nó vẫn kiếm, nó vẫn rủ đi chơi. Mấy bạn kỳ hết sức. Nói chung là anh em chí cốt. Rồi kết thúc 12 thì như thế nào? Lúc đó là em thi trung học phổ thông á. Là ông xã, ông từ Sài Gòn, ông về Cà Mau để chở em đi thi. Chở em đi thi vậy thôi, chứ trong lòng là nói, tao giái mày rớt đi. Sao kỳ vậy, tao thi tốt nghiệp mà giái rớt. Thì rớt mới hốt được bả được chứ. Rồi cuối cùng là rớt đó hả? Không, cái ngày mà em đậu tốt nghiệp á, mà điểm chuẩn đại học luôn nha. Ảnh khóc sướt mướt á. Để em kể anh nghe, lúc mà bả lấy chồng, lúc ngày cưới á, mà cũng có một trường đại học gọi bả để hỏi bả có ứng tuyển vô trong đó không nữa mà. Nhưng mà chị hỏi nè, là em thi đủ điểm đại học mà lý do gì em không đi thi đại học? Không biết, cái lúc đó là em suy nghĩ sao, kiểu như con tim hay lý trí nó cứ lẫn lộn với nhau, em không có hiểu được tại sao mà em lại quyết định chọn như vậy nữa. Là tự em quyết định luôn chứ không phải chồng em năn nỉ em? Dạ tự em quyết định. Mà cái ngày coi kết quả là đậu cái trường mình thích luôn á, là nước mắt nó tuôn. Tháng này còn quay phim lại chọc em nữa nè. Ủa sao nãy em mới nói là ổng khóc, rồi bây giờ em nói em khóc? Lúc mà biết cái kết quả của bả đậu rồi em khóc. Còn em là em nói nhiều người muốn mà không được, tại sao em lại từ bỏ như vậy? Bao nhiêu lâu sau khi tốt nghiệp thì là tiến tới hôn nhân? Chàng ơi, em mới thi xong chưa được một tháng nữa là ảnh nói ba mẹ qua hỏi cưới rồi. Qua dạm hỏi á. Nhưng mà cái lúc mà dạm hỏi á, là lúc đó hai đứa không có ở nhà, hai đứa ở Sài Gòn hết rồi. Là chỉ có hai bên người lớn tự gặp mặt tự nói chuyện. Ủa hai người lên Sài Gòn làm gì chởn? Vợ em á thì lên ông anh họ, nhưng mà anh họ khác nha. Làm học làm tóc làm nail hết trên đó. Nhưng mà lúc lên là hai người có ở chung luôn chưa hay là vẫn còn ở nhà riêng? Dạ chưa, lúc đó là ở riêng, em ở riêng đâu mà tầm một tháng mấy đó. Rồi cái ảnh mới kêu em là qua ở với ảnh mà ở trong phòng của chế của ảnh á. Rồi ảnh thì ở phòng trước, hai đứa nói chung là ở chung nhưng mà ngủ riêng. Nhưng mà lúc đó mới đủ tuổi, mới đúng 18 tuổi thôi đúng không? Chưa, lúc đó chưa đúng nữa. Đính hôn xong là em mới vừa tròn 18 tuổi mấy ngày thôi. Trời đất ơi, cũng khôn lắm, ngủ riêng ngủ chung sợ bốc lịch. Chưa đủ tuổi, canh đúng tuổi mới hốt liền. Ở chỗ lạ mà sợ mà. Cái tối đó em giận gì cũng không biết nữa. Cái ảnh vô, ảnh nằm ảnh năn nỉ nhưng mà em đâu có thèm nói chuyện gì đâu. Cái hồi cái em thấy ảnh nín thinh à. Cái anh nhắm mắt lại anh nín thinh đâu chừng 5 phút vậy đó. Cái hồi cái anh giật mình vậy, anh làm cái động tác em không thể nào tả được luôn. Cái nói, vợ ơi, hồi nãy giờ có nghe gì không vậy? Chồng kêu quá trời luôn, sao không nghe vậy? Có như là bóng đè chồng cái gì á. Chồng sợ quá. Xong cái ông nói gì cái ông đi ra lên trước nước mọt luôn chị. Mà em thì em nhát gan nữa. Trời ơi, tôi hiểu cái chiêu này rồi. Em mệt, em gói gì em lên phòng em trước, em ngủ với hắn luôn. Đó, ghê. Chơi chiêu có ma, không dám ngủ mình nên ngủ chung luôn. Công nhận hay ha.
nữa anh Tiết Cương phải học hỏi em đó nha. Đúng rồi, lát mình lấy số điện thoại nha, có gì về chỉ anh kêu sợ me. Sao bao lâu thì về đám cưới Cương? Dạ khoảng mấy tháng à. Mà lúc có đám cưới á là coi ngay cái ngày sinh nhật của vợ em luôn. Là vừa tròn 18 tuổi luôn. Wow. Ủa mà sao nãy giờ nghe kể chuyện không thấy cái giai đoạn nào cầu hôn gì hết trơn vậy? Quen nhau không có thời gian, không biết xác định thời gian nên cũng không có cái không lúc có cầu nào hôn, là cầu chị. Hôn luôn. Không có cầu hôn, có trao nhẫn, có tặng hoa, có tặng quà gì hết trơn hả? Tới cưới mới chào nhẫn. Ông đi cưới vợ á mà ông còn quên mang nhẫn nữa đó chị. Ủa gì kỳ vậy? Cái ngày đám hỏi hả? Xuống rước em luôn á mà quên mang nhẫn cưới, chị thấy tức không? Thì anh Tiết Cương nghĩ đi, cái gì của mình là sẽ là của mình đúng không? Ừ, cái anh nghĩ cái đó cũng chỉ là hình thức thôi. Hay quá, đời người con gái ta có một lần à, phải cầu hôn rồi phải nhẫn chứ, tự nhiên đúng cái ngày trọng đại phải đeo nhẫn vô chứ. Ủa vậy là cuối cùng là đám cưới không có đeo nhẫn? Về nhà ổng lúc rồi mới đeo. Lúc em rước về nhà em làm lễ rồi em mới đeo. Kiểu như ổng nói vậy cho chắc chắn á. Vậy là Kháng này có nhiều chiêu lắm á, chứ không phải là quên lúc đem qua nhà gái quên đâu mà cố tình vậy đó. Bớt đi. Nãy giờ là cũng hỏi nhiều rồi. Ở chung với nhau, quen nhau, cũng yêu nhau, mặc dù thời gian không có dài nhưng mà chị thấy tình yêu của tụi em nó rất là nhiều màu sắc. Thì bây giờ chị sẽ đến với cái phần 2 là cái phần hiểu ý nhau. Để coi hai vợ chồng là quen nhau như vậy, biết nhau như vậy là hơn 2 năm đã có hiểu ý nhau chưa? Chứ nhiều người chưa chắc à nha. Nói là nghe líu lo vậy mà một hồi hỏi là hai vợ chồng trả lời chất quớt. Sẵn sàng chưa? Đang lo. Sẵn sàng chưa? Ok. Rồi, chuẩn bị. Nụ hôn đầu tiên của hai vợ chồng là lúc nào? Thấy không nhớ mặt hoang mang. Không, hung là nhớ. Vậy hả? Cái ngày là gì không nhớ chứ cái hung là nhớ. Chắc hung bữa nhắc ma quá. Rồi, đưa lên. Lúc mới quen. Ở gần nhà. Ủa là sao? Vậy là không trùng khớp rồi. Hai đứa em mới quen. Rồi á là lúc đó hai đứa đi chơi rồi trở về á. Nhưng mà lúc đó là bà sợ biết nhà hay sao á. Gia đình chưa biết, kiểu như mà em con gái mới lớn mà kiểu như có bạn trai đưa tới nhà thì sợ bị la á chị. Ở trước nhà. Cái câu hỏi người ta là hung nhau lúc nào, đúng không? Rồi tự nhiên bà trả lời hung nhau gần nhà là sao? Tụi anh hỏi thời gian còn em trả lời địa điểm. Gần nhà chỗ nào vậy Tú? Cách nhà em hai cái nhà. Đứng ở đâu? Có bụi chuối bụi tre gì không hay là thoáng hết? Đứng trước cái cua quẹo luôn. Ở như kiểu như ở dưới quê mà chỉ cái đường nó hơi vắng mà đâu có đèn đường đâu. Hung lén hay là hung công khai? Chỉ có trời biết đất biết là hai đứa em biết thôi. Hay cỏ chứ không ai biết chứ. Nhưng mà lúc đó là Kháng hung Tú là nói là anh hung em hay là tự nhiên ôm hung luôn? Lúc đó là em hay ca cái bài Người Lỡ Ơi cho tôi mượn nụ hôn đó. Bà cũng thả thính dữ lắm. Em xuống xe cái giả bộ hùng hắn cái chóc cái tự nhiên mà trời tối mà tự nhiên quán tính mà nắm cái tay em lại được luôn á, là lúc đó là hai người mới hôn. Nên là cùng một lúc đồng điệu luôn. Không, không nghe cho rõ. Tú hôn trước. Tú hôn ổng cái chóc rồi ổng mới đè ra ổng hôn luôn. Tôi không có nhạy bởi vì không có vợ được. Rồi, câu 1. Món đồ nào chồng thích nhất nhưng vợ ghét nhất? Câu này bảo đảm đúng chắc luôn. Tôi thấy không có một người viết ngắn, một người viết dài quá hai kìa. Hai người rất là 2-3. Nhanh nhẹn. Đồ câu cần chính xác. Tôi biết trước câu này là nói đúng rồi. Thấy đi câu cũng vui mà Tú xem ghét. Đi tối ngày em hay ngủ gì một cái là thức dậy đông mất tiêu. Hoặc là đi tắm có khi em tắm là em phải đem cái cần câu vô toilet em giấu luôn. Trời đất. Có cơ hội là đi, có cơ hội là đi. Em quạo cũng vẫn đi nha. Mà đi là đi câu với ai? Đi câu với ai? Em đi câu ngon nè. Nhưng mà lúc mà trốn đi á là sợ bả kiếm, bả lo lắng này kia là em có nhắn tin gửi qua điện thoại cho bả. Khi nào bả thức á là bả sẽ mở điện thoại ra bả xem, bả biết à mình đi câu vậy đó. Mà em đi câu ban ngày hay đi ban đêm? Tất nhiên là ban ngày với ban đêm, sao mà thấy đường. Thôi trùng khớp. Rồi câu số 3. Món quà đầu tiên chồng tặng cho vợ là vào dịp nào? Sao mặt Cẩm Tú hoang mang vậy? Liếc liếc cái gì cô kia? Cô liếc liếc gì chẳng biết nữa. Đó, cái đồng hồ màu hồng phải không? Chiếc nhẫn kìa, hay sợi lắc kìa. Mấy cái đó bà tự mua không đó? 1, 2, 3. Ngày thường 18 tháng 10. Trời, vậy là không trùng khớp rồi. Ủa, hai người này trả lời cũng ngộ quá ha. Mà ngày thường là gì? 18 tháng 10 là sinh nhật của vợ em. Ủa em nhớ tặng chai nước hoa. Ủa em nhớ là chúc lúc đó là một tháng sau ông về ông tặng em nước hoa mà đâu phải ngay sinh nhật đâu ta. Bà nhớ lộn ai nữa để trả lời chất quốc cả giờ. Không chính xác rồi. Rồi câu số 4. Vợ thích nhất món đồ gì mà chưa mua được? Vợ thích món đồ gì nhất? Kim cương học sòn gì đó. Rồi 2, 3.
Yeah, đồng hồ. Đồng hồ. Yeah. Ủa thích đồng hồ gì dạ? Thấy trên tay có đồng hồ kìa. À, dạ em thích đồng hồ Apple Watch á. Ồ, oh, có kế hoạch nào mua cho vợ chưa? Chắc không được chị ơi. Sao vậy? Có nhiều tiền giờ em giữ hết rồi. Trời ơi. Câu vừa rồi là trùng khớp. Trùng khớp. Nãy giờ là hai trúng hai trật đúng không? Bây giờ là câu cuối cùng, cơ hội của tụi em nha. Nãy giờ hai trúng hai trật rồi đó. Bạn trai thân nhất của vợ tên là gì? Ồ, chồng viết lẹ lắm, chồng viết nhanh ghê. Liết nữa bà, liết nữa bà, liết hoài. Liết hoài luôn. Kết quả. Kết quả sinh nhật. Nhật yeah. Yeah. Ủa Nhật là ai vậy? Dạ Nhật là bạn thân hồi cấp 2 của em á. À, kiểu như là ổng cũng hơi giống con gái xíu. Chỉ có riêng một người đó thôi, còn mấy bọn còn lại không thích. À tại vì bạn Nhật giống con gái nên là bạn này mới thích đúng không? Còn mấy bạn mà men quá là coi như là chồng em không có thích đúng không? Dạ đúng rồi. Đây cũng chỉ mới là cái test, những cái câu hỏi nó cũng bình thường thôi. Bây giờ mới đi vô sâu hơn. Thì anh chị nói trước rồi, anh chị là hơi tò mò và nhiều chuyện, và cũng hơi đâm thọt dữ lắm, nên tụi em bảo trọng nha. Bây giờ mình sẽ đi vô cái phần vô cái phần 2 của chương trình, đó là vỡ mộng hôn nhân. Vợ chồng trẻ chắc chắn sẽ có nhiều sự gây gổ đúng không? Chắc chắn là nhiều. Chắc chắn. Rồi, bây giờ thì ưu tiên cho nữ trước nha. Ưu tiên cho Cẩm Tú. Tội lỗi của chồng em đó, em cứ thoải mái đi. Xảo em thì rất thích mặc đồ của em đó chị. Trời ơi. Em mua đồ gì mới hoặc là mẹ em mới may đồ gì mới là hắn ướm trước, hắn thử trước rồi mới tới lượt em. À, hắn thử thấy đẹp không? Nếu mà em mặc vừa thì vợ em sẽ mặc vừa. Trời ơi, vậy con xét lại coi chừng Kháng nó không có thích Tú mà thích Nhật à. Nhầm khi nói này hơi lộ liễu, hắn còn cả mặc áo trong của em nữa. Ướm vô thử coi. Ủa vậy luôn á hả? Dạ đúng rồi. Có sở thích gì lạ gì Kháng, em thử phản biện lại cho anh nghe coi. Tại em muốn tạo niềm vui cho vợ mà, cho nên là em thích mặc vậy đó, em nhảy múa cho vợ xem, vợ cười vậy thôi à. Chị Cát Tường ơi, hiện tại bây giờ đó là mặc cái áo của hắn, nhưng mà mặc cái quần của em đó. Hả hả? Cái gì? Mặc cái áo của ông xã như là mặc cái quần của em. Trời đất ơi, giỡn gối lên tôi coi có bận quần gì vậy? Đâu? Quần gì vậy? Cái quần bông. Ôi, bận cái quần bông của vợ vậy đó hả trời? Cái chuối của vợ hả? Đừng nha, gia đình đang hạnh phúc nha. Đừng có làm cho vui rồi hồi rồi đi luôn nha. Chắc tối nay mỗi người ngủ mỗi nơi quá. Kháng phải khai thiệt đi, giới tính em sao? Em men đàng hoàng nhưng mà tại là em cho vợ em vui thôi à. Ồ, men đàng hoàng nè. Hay xịt nước hoa, kiểu như mà xịt nước hoa của em. Xịt vậy á chị. Rồi Tú có clip nào quay lại cảnh Kháng mặc đồ của em không? Dạ có. Coi liền. Rồi, ăn mì kìa. Tép cái mỏ rồi, ghét dữ lắm rồi đó. Lấy cái mỏ. Đâu có thấy mặt đồ con gái đâu. Trời ơi trời. Trời ơi. Cũng bình dữ lắm nha. Ê mà dáng mặt đồ nhìn cũng đẹp bộ. Em thì đó. Bạn nói là bạn bận vừa là vợ bạn bận vừa. Thấy có eo nữa kìa. Đang có bầu 2 tháng rồi hả? Gớm quá à. Trời hồi đầu mình nhìn vậy sao Cẩm Tú chịu lấy trời. Ngay dễ sợ luôn á. Ủa mà sao ăn mì là gì vậy? Em là trong giai đoạn đang giảm cân á chị. Lúc trước em tới 75kg lận á. Gần 3 tháng em giảm được 25kg. Hiện tại là em 60kg. Là trong giai đoạn em ăn Adeline á. Là kiểm soát calo hàng ngày. Là chỉ ăn những thực phẩm như rau, củ, cá. Nhưng mà không chế biến được nhiều gia vị quá. Mà ổng biết em thèm mì, em kiêng mì gần 3 tháng rồi. Ổng cứ vợ ơi cho chồng vô phòng ăn nha, thì cũng ok đi, cho vô phòng ăn mà ăn gì chép mà mùi mì em chịu không nổi luôn chị, làm như vậy đó chị coi có tới con ác dễ sợ ác luôn á. Chồng em nhây quá vậy rồi có khi nào làm em giận không? Giận hoài luôn chứ. Nhưng mà em quay clip em cười tươi lắm, em cười chứ em đâu có giận. Em giận dữ lắm mà càng giận là ổng càng chọc nhầm khi tức muốn xỉu luôn vậy á. Cái cảm giác nó cũng khó chịu lắm nha. Bớt ông là cũng thuộc loại nhây lắm nha ông Tí Cường. Người đàn ông là cái sự hài hước là phải có, đem cái không khí vui nhộn thoải mái cho gia đình.
chứ mình mà cứ lúc nào cũng căng thẳng hết. Nhưng mà cũng tùy lúc chứ, có lúc mình bình thường cũng vậy, lúc mình khang đang bực bội trong người quạo chứ đúng không Tú? Không, mà cái giọng dạ chọc người ta thấy người ta càng tức mình càng khoái đúng không Kháng? Nhiều khi bực bội muốn quánh cho một cái gì đúng đâu á. Đúng rồi anh Thấy Cường, kiểu như hồi đó quá quen mình nói anh sẽ không làm cho em buồn đâu. Đó cho bà cười tối ngày bà cũng quạo. Bây giờ tới phiên Kháng nè. Dạ em là siêu đáng chí luôn, hay quên, để trước quên sau. Một ngày kiếm điện thoại kia em tìm điện thoại là có 80 lần á. Nhưng mà có một lần đặc biệt luôn là đó giờ em mới thấy luôn á, là vợ em nấu cơm. Người ta nấu cơm không là không bật nút thì không nói đi. Nhưng mà vợ em là không đổ nước vô. Trời ơi. Là vo gạo xong rồi để gạo lên thôi. Đúng rồi, để lên. Để rồi bật nút luôn nhưng mà không có đổ nước. Rồi cái nồi cơm nó ra sao? Trời ơi, sao mà đảng trí lúc đó em đang làm gì vậy Tú? Em bị phân tâm với như đang làm chuyện này mà tự nhiên cái kêu chuyện khác là em quên mất tiêu. Nhầm khi mà em để điện thoại đâu em không nhớ, nhầm khi em còn bỏ điện thoại vô trong tủ lạnh. Trời ơi. Có clip không? Có quay lại mấy lúc đó không? Dạ có, em có quay mà chị Cát Tường với Cát Cường cùng xem. Tôi mới phát hiện đậm trời rồi. Coi anh giả cho hả? Đậm trời thì... Nấu cơm, nấu cơm, nấu cơm, nhảy ra. Ôi. Anh ơi. Cái gì? Bả sao mà? Sao mà nấu cơm mà không để nước vô mà nấu trời? Đúng. Nè, nè. Ui lên trời. Khét hết luôn. Tới giờ ăn cơm rồi mới biết đó. Giờ phải đói nha. Giờ nó đổ nước vô cũng đâu có chữa. Nó hơi bị sình á, thấy không? Nó sình đó. Đâu có chữa được đâu, bỏ hết luôn á. Không, nó sình thôi chứ vẫn ăn được mà. Bị 2-3 lần rồi mới kinh nghiệm mà. Không chỉ là bị một lần nhưng mà em bị tới 2-3 lần rồi đó. Nhưng mà anh thấy cái đó, cái nồi đó con cơm nó kêu bỏ luôn, phải nấu lại cái khác chứ hả? Hay đổ đâu, nước ăn được. Dạ, dạ bỏ đúng luôn. Bỏ luôn chứ đâu có chữa được. Nhờ vậy mà mấy con gà có một bữa ăn no. Cái clip đó là lúc đó là giảm cân chưa? Đang trong giai đoạn giảm cân á chị. À thấy ú dễ thương nha, bữa nay xuất sắc, bữa nay là ngon lành, gọn gàng rồi. Đáng còn giảm nữa không hay là được rồi? Em tính giảm thêm 5kg nữa mà ông xã ông nhằn quá à. Ông thích em ốm. Lúc mà quen Tú là lúc đó Tú khoảng nhiêu ký? Em tầm 50kg thôi, còn ông xã là 65kg. Rồi trong quá trình là hơn một năm quen nhau cho tới lúc cưới nhau là ông xã em lên 80kg và em 79kg. Trời ơi. Quê thì 79 mà giờ còn 60 giảm gần 20kg bụng. Hai đứa chỉ có là ăn rồi đi chơi, ăn rồi đi chơi, lúc đó lên ký nhiều nhiều luôn. Giờ vợ còn gì nó không tố luôn đi cưng. Hay giận hờn vô cớ lắm. Vậy hả? Thế mà em cầm cái cần câu lên thôi là lúc đó quạo rồi đó. Ủa thì đó là có cớ chứ đâu phải vô cớ. Dạ đúng rồi, đi câu người ta mới giận chứ, tự nhiên ở nhà chơi với người ta đâu giận đâu. Có những lúc á là bả lướt điện thoại bả thấy hình gái á, cái bả đưa cho chồng ơi coi nè, cái hỏi em đẹp không, cái em lắc đầu ngu gì nó đẹp, rồi xong cái mày nhìn gái hả là giận. Ủa gì vậy? Ủa sao ngộ vậy? Là đưa cho chồng coi hình gái rồi xong cái hỏi đẹp không, cái hồng chồng lắc đầu cái tự nhiên giận, mày coi hình gái hả? Thay vì em đưa là phải nhắm mắt lại mới đúng, tự nhiên em... Trời đất ơi bà vô duyên á. Tự nhiên đang ngồi vậy rồi cái phản ứng tự nhiên, Tiết Cương đang ngồi nhìn tivi đi. Tự nhiên, Tiết Cương, thì cái phản xạ người ta phải nhìn vô cái điện thoại chứ. Rồi người ta thấy gái là nhắm mắt lại. Còn nhiều lúc nữa đem cái clip cũng là của mấy người nữ đó. Xong cái cho em xem xong cái hỏi ở bóng đèn đó màu gì. Khung ảnh á là thí dụ như là ở đó có bóng đèn rồi có cái cô gái đang nhảy, có cảnh vật xung quanh á, mà em chỉ hỏi một thứ, nếu mà không trả lời được là chết với em. Hiểu không Thế Cường? Hiểu chưa? Hiểu là lo nhìn cô gái, không lo những cái dụng cụ khác, đúng không? Dạ đúng rồi, trả lời không được. Nhưng mà em rảnh quá à. Em đưa cho người ta coi thì cái gì là cái nhân vật chủ thể, cái gì chính thì người ta coi chứ. Ai mà để ý rồi mấy cái kia. Đưa mà không chịu nói lấy gì người ta để ý. Vậy mới biết anh ấy để ý những cái thứ gì chứ. Chứ giờ như anh Tiết Cương, anh có vợ vậy rồi anh thấy thế nào? Thì anh nghĩ cái đó cũng là một cái gia vị vui, nó cũng là thú vị á. Nó vậy nó mới dễ thương. Bây giờ quay lại cái vụ mà giận cá chém thớt của bà vợ nè. Có khi nào mà Kháng bị
bị hoang mang không? Tự nhiên em không làm gì hết mà tự nhiên bị cằn nhằn hay là bị chửi hoang mang không? Cái đó nhiều lắm em không nhớ, chỉ nhớ một vài thứ qua đặc biệt thôi. Sao? Những cái tiếng động á mà giống như là em xì hơi vậy đó. Em đang ngồi gần vợ nhưng mà có mấy tiếng động đó, cái là vợ em cự em quýnh em. Mà không phải là em, không phải do em. Giải thích thì giải thích là trong vô vọng thôi. Anh chị biết không, nó bị ám ảnh trong tâm trí luôn. Có khi nào mà Kháng bị Tú giận cái chuyện mà do cái đảng trí của Tú không? Tự nhiên giận chồng vô cớ không? Dạ có chứ. Mà em có quay clip lại không? Hồi nãy giờ chị hỏi hoài luôn chồng á, có quay clip lại không? Có clip nào giận cái chém thớt không? Dạ không, dễ gì có được. Mở lên coi luôn đi. Đó. Đang khóc quá hả? Tú khóc hả? Cái gì vậy? À cái này là do cái máy hơn này là mỏng. Ủa vậy sẽ thừa nó chạy. Máy nghe nhạc bị hư đổi thừa em hả? Cái máy hơ móng à. À nó bị hư cái đổi thừa em hả? Hư sơn keo quá. Máy giống như cái máy quạt cho nó khô quá. Ở làm gì đâu nữa, để nghe coi nói gì mà làm gì vậy? Bực bội. Dạ. Giận cái chém khớp cái này thấy không được rồi, nó tự nhiên cái máy hư đổ thừa. Dạ, Kháng nó biết gì đâu. Cái khúc đó là vợ em đang làm móng. Vô tình thì cái máy nó bị hư làm sao đó, nó không lên điện. Cái để thừa em đứng kế bên là làm hư. Cái đó vô lý á, anh thấy cái đó giận hơi vô lý đó nha. Xong rồi quay qua giận em rồi la vậy đó. Không phải đâu. Không phải là tự nhiên đổ thừa, cũng có lý do là tại vì người ta đang bị hư đồ, người ta đang làm móng, người ta đang quạo. Em cầm cái điện thoại em quay nên bực người ta mới chọi đồ em. Còn một điều nữa là hai vợ chồng em hồi đó giờ không bao giờ xưng anh em. Chứ gọi là gì? Ở nhà kêu chú ơi lấy cái này cho con, chú ơi kêu bằng chú không à. Mà lệch nhau mấy tuổi? Dạ có 3 tuổi thôi mà. Lý do sao kêu chú ơi? Tại cái lúc mới quen á, là lúc mới gặp nhau á, là hai đứa tưởng đâu là bà con, là chứ vợ em nè là có một người cậu hay là người chú gì đó, là cũng cùng tên với ba em nhưng mà cái thứ thì nó khác. Tưởng là bà con cho nên là xưng nhau với chú cháu vậy đó. Sao nãy tôi nghe trong cái đoạn kể chuyện là có đoạn kêu mày nữa. Chỉ có hai cái từ xưng hô anh em là không có trong cái danh sách của hai đứa em kêu. Dạ. Có nghĩa là vui là chú, buồn là mày đúng không? Ủa rồi cái lúc mà yêu nhau á, cái lúc mà rung rinh á là kêu bằng gì? Chú mày mày kêu chú. Bằng baby. Kêu bằng baby. Baby. Baby đó. Phải có chứ không thể nào rung rinh mà chú ơi được. Mà cũng không thể nào rung rinh mà kêu mày được. Mày hả? Là baby. Em kêu lại chồng em bằng gì? Thì đó, kêu chồng bằng baby đó. Chồng kêu vợ bằng gì? Kêu cục cưng. Đó khi thường nha quý vị. Qua câu chuyện này để mình nói là cái gì? Kêu nhau bằng cái gì không quan trọng, mà quan trọng là coi nhau là cái gì. Nha quý vị nha. Nãy giờ thì cũng trò chuyện rất là nhiều rồi. Ý Thế Cương thấy cảm nhận về cặp vợ chồng này như thế nào? Hai đứa em thì anh cảm thấy rất là thích, bởi vì cái sự hài hước. Anh nghĩ là hai tụi em nên giữ mãi cái phong cách này, không cần phải thay đổi nữa. Rất là dễ thương. Và anh chúc hai vợ chồng em sớm nhất sẽ có được tin vui những ngày gần nhất. Chị thì là chị lại nghĩ khác với Tiết Cương một chút xíu nha. Tại vì Tiết Cương chưa lấy vợ cho nên là đời nó màu hồng dữ lắm. Giống như hai chồng em còn màu hồng. Nhưng mà chị cũng bầm dập nhiều rồi. Thì chị lại nghĩ vậy nè, tụi em còn quá trẻ đi đúng không? Mới đâu có bao nhiêu tuổi đâu, mình là đang vợ chồng son nữa. Thì nó là như vậy. Nhưng mà đôi lúc á, cái chuyện mà giống như chồng mà cứ hay cà khịa vợ hoài á, nó cũng phải nhìn cái biểu hiện của vợ. Bây giờ hiện tại vợ em là vui vẻ. Nhưng mà ví dụ tại Tiết Cương nói cái vụ chúc vợ chồng em là mau có con, thì mình cũng phải chuẩn bị trước cái tâm lý nha. Trước khi mà mình có con rồi, chưa hẳn là vợ chồng mình sẽ được thoải mái quậy phá hay vui với nhau như vậy đâu. Nhiều khi lúc đó vợ em sinh con là mệt nè, lúc vợ em mệt mỏi nè, rồi áp lực thì con cái nè, thì em cũng phải chia sẻ chứ. Lúc đó nhiều khi em mà cứ nhây vô, vợ em quạo thiệt, và lúc đó là giận thiệt chứ không phải là giỡn như bây giờ. Hoặc là lúc đó mà em còn bỏ, em xách cái cần câu em đi hoài nữa là không ổn. Cái này chị nói trước thôi. Dạ. Bây giờ hai vợ chồng nhìn nhau hả? Nhìn nhau đi. Bây giờ mình mong muốn vợ của mình ha nè, mong muốn chồng của mình nè, thay đổi cái điều gì hay có cái gì đó tình cảm ngày hôm nay muốn nói với nhau. Chị với anh Tiết Cương làm nhân chứng sống nha. Rồi mời hai bạn. Em có một lá thư đã chuẩn bị để muốn nói với, thay lời nói với ông xã hả chị? Dạ em xin phép đọc. Và tắt kiếp đáng yêu của em. Lá thư này là ngoài dự tính của vợ chồng mình. Hôm nay nhân dịp tham gia chương trình
vợ có vài điều muốn nói với chồng. Tháng cũng đã 2 năm mình bên nhau rồi ha. Vợ chồng mình vui có, buồn có, đã cùng nhau trải qua những chuyện buồn nhất trong cuộc sống. Chồng nhớ chuyện cách đây 1 năm về trước không? Vợ chồng mình dường như là suy sụp hoàn toàn vì chuyện mình khó có bé. Vợ cầm tờ giấy chuẩn đoán trên tay mà nước mắt rưng rưng, không dám khóc vì trước mặt chồng. Vợ biết lúc đó vợ là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của chồng, nhưng cũng không thể nào ngăn dòng cảm xúc. Vợ đã lặng lẽ ngồi một góc nào đó ở cuối bệnh viện và khóc. Chắc chồng cũng hiểu cái cảm giác người tổn thương lại muốn bảo vệ người tổn thương mà, đúng không? Vợ biết chồng buồn lắm chứ, nhưng chồng lại không nói ra vì sợ vợ buồn hơn. Từ lúc quen nhau và lúc cưới nhau thì chồng luôn là người bảo vệ, gồng gánh tất cả. Nhưng lúc đó vợ phải cố gắng trưởng thành, mang vỏ bọc cứng cáp để bảo vệ chồng. Xảy ra những chuyện như vậy, vợ chồng mình cảm thông yêu thương nhau nhiều hơn, đúng không? Đối với vợ thì lúc nào cũng là màu hồng của hạnh phúc, của yêu thương. Chưa bao giờ vợ hối hận khi kết hôn quá sớm hay chọn sai người. Cảm ơn chồng đã luôn bên vợ, yêu thương, chiều chuộng. Vợ biết nhiều lúc vợ rất quá đáng, nhưng tại vì được chồng thương nên vợ ỷ lại. Bởi người ta hay nói, khi gặp đúng người bạn sẽ không cần trưởng thành, và vợ cũng như vậy. Vợ mong mình mãi hạnh phúc, yêu thương, chăm sóc, san sẻ, vui buồn cho nhau. Vợ yêu chồng nhiều lắm. Thôi chồng nói trước đi ha. Thấy cũng hơi bối rối lắm. Vợ chồng cứ là lạc quan, con là của trời cho, chừng nào đến cũng được. Nhưng mà tụi em là phải thương nhau, cố gắng vì nhau mới sống với nhau hả chị? Cứ thoải mái, thư thả thôi. Mình cứ hưởng cái cuộc sống vợ chồng son đi. Từ từ nó đến, nó sẽ đến. Mình có bệnh thì mình đi khám, hoặc là mình khó hiếm muộn. Thì bây giờ y học nó cũng rất là hiện đại rồi, mà tụi em còn trẻ, mà mỗi năm thì cái y học nó càng ngày nó càng phát triển. Mình cũng đừng căng thẳng quá. Chị cũng rất là xúc động khi mà nghe được cái lá thơ của em á. Cầu được ước thấy, chúc cho tụi em sẽ như vậy nha. Rồi tới món quà của chồng. Dạ, để em đợi em xíu em đi lấy món quà nha. Ôi, bí mật dữ vậy đó hả? Rồi đi đi. Chồng gõ cửa là vợ phải nhắm mắt lại nha. Quà bất ngờ phải nhắm mắt nha. Rồi nhắm mắt. Vô đi cưng ơi, nhắm mắt. Không sợ chân thằng bạn. Rồi. Bên em anh xây trong hạnh phúc. Còn 2 ngày gì mà tặng bánh kem? Còn 2 ngày nữa là tới sinh nhật của vợ em rồi. Tạo bất ngờ cho vợ em là em tặng trước luôn. Wow, dễ thương quá. Cũng tình cảm lắm nè, dễ khóc nè. Cảm nhận của em sao nè? Em rất là hạnh phúc vì tại vì cuộc sống của em bây giờ cũng màu hồng giống như cái bánh kem này vậy. Chồng tặng vợ bánh kem nè, chúc vợ sinh nhật vui vẻ. Dạ, cảm ơn chồng. Trời, hôm nay vậy là rất là vui rồi. Chúc cho hai vợ chồng em nhiều sức khỏe ha. Rồi sớm sẽ đạt được tất cả những cái ý nguyện của mình, những cái mong muốn của mình trong cuộc sống. Gia đình đúng là một cái căn phòng màu hồng, là tràn ngập tình yêu thương. Chúc mừng cho hai em nha. Dạ, cảm ơn anh, cảm ơn chị. Dạ. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều đã tham gia chương trình Thám Tử Hôn Nhân nha. Kính thưa quý vị, như vậy là ngày hôm nay chúng ta đã được lắng nghe một câu chuyện tình yêu đúng là rất đẹp và rất màu hồng của một đôi bạn trẻ ha. Chúng ta hãy nhớ luôn luôn ủng hộ cho Tiết Cương với Cát Tường, ủng hộ chương trình Thám Tử Hôn Nhân nha. Và bây giờ Cát Tường, Tiết Cương xin chào và hẹn gặp lại quý vị.